những nghiên cứu mà Trung Quốc đang theo đuổi có thể thay đổi tương lai. Chào các bạn, trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục gặt hái nhiều thành tựu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, được thế giới quan tâm. Với 35 triệu người làm việc trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, Trung Quốc hiện đứng đầu thế giới về nhân lực khoa học công nghệ. Đây chính là cơ sở để quốc gia đông dân nhất thế giới này theo đuổi những dự định mang tầm thế giới, có thể thay đổi được tương lai loài người. Trong video hôm nay, Tớ Bí Ẩn sẽ giới thiệu đến các bạn những công trình nghiên cứu của Trung Quốc có lẽ sẽ làm bạn ngạc nhiên vì nghĩ rằng nó chỉ có trong các bộ phim điện ảnh. Trung Quốc dịch chuyển tức thời vật thể lên vũ trụ. Hình thức di chuyển vượt không gian và thời gian dường như chỉ xuất hiện trong các bộ phim của Hollywood hoặc trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng các nhà khoa học ngày nay tham vọng biến nó thành sự thật nhờ vào vật lý lượng tử. Theo Guardian, các nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên dịch chuyển thành công một hạt photon lên vệ tinh Mysticard cách trái đất 500 km, bằng cách tạo ra hai photon giống hệt nhau về tính chất, tạo thành một đường tuyến thông suốt từ đài quan sát ở Tây Tạng đến vệ tinh Mysticard. Từ đó, các nhà khoa học Trung Quốc đưa vào hạt photon thứ ba. Hạt photon ngay lập tức dịch chuyển từ trái đất ra ngoài vũ trụ trong tích tắc. Trước mắt, nghiên cứu này mở ra hướng đi mới trong Internet lượng tử và việc phát triển hệ thống liên lạc không thể bị hacker can thiệp. Tuy khả năng dịch chuyển tức thời một vật thể sống như con người vẫn còn là điều xa vời, nhưng trong tương lai, các nhà khoa học tin tưởng có thể áp dụng công nghệ dịch chuyển tức thời để giúp con người đi đến bất kỳ đâu trên thế giới hay đi xa hơn là các hành tinh trong vũ trụ. Ghép đầu người. Với sự phát triển của y học ngày nay, mọi bộ phận trên cơ thể hầu như có thể thay đổi. Song việc cắt ghép đầu người có lẽ chỉ dành cho các y bác sĩ trên màn ảnh rộng trong các bộ phim viễn tưởng. Tuy nhiên mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã phối hợp với chuyên gia phẫu thuật Sergio Canavero thực hiện thành công một ca ghép đầu người trên một xác chết thông qua việc nối lại cột sống, dây thần kinh và các mạch máu. Trước đó, họ cho biết việc ghép đầu người đã thực hiện thành công trên chuột và khỉ và họ đã sẵn sàng để thực hiện trên một cơ thể sống. Tuy nhiên, việc làm này đã vấp phải sự phản ứng hết sức gay gắt từ các nhà nghiên cứu y học trên thế giới bởi các yếu tố đạo đức. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng bệnh nhân tham gia ghép đầu có thể sẽ trải qua một trạng thái tồi tệ hơn nhiều so với cái chết. Có thể họ sẽ phải chịu đựng sự đau khổ khủng khiếp khi điều chỉnh cơ thể mới. Chỉnh sửa gen người của Trung Quốc, nhà khoa học bị mất tích. Thế giới đã bị chấn động bởi tuyên bố của nhà khoa học Trung Quốc về chỉnh sửa gen phôi người. Giáo sư Trung Quốc 34 tuổi Hạ Kiến Khôi đã tuyên bố rằng hai bé gái song sinh khỏe mạnh đã được sinh vào tháng 11 năm 2018 từ các phôi thai được ekip của ông chỉnh sửa để vô hiệu hóa một gen liên quan đến HIV. Theo ông Hạ, một nam giới dương tính HIV đã trở thành cha đẻ của hai bé gái sinh đôi kháng được virus HIV này. Giáo sư Hạ đã sử dụng công nghệ CRISPR-Cas9 để biên tập gen người, sau đó đưa gen này vào cơ thể 7 phụ nữ để thụ tinh. Một trong 7 phụ nữ này được cho là đã sinh hạ cặp song sinh nói trên. Lý do giáo sư Hạ chọn virus HIV vì đây là vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc. Đất nước này có từ nửa triệu đến 1,5 triệu người nhiễm HIV. Tuyên bố của ông Hạ về việc tạo ra những em bé chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới đã làm dấy lên những quan ngại về khía cạnh đạo đức về dự án này. Thiên nhãn, kính viễn vọng hình cầu khẩu độ 500m. Nằm ở vùng núi Đá Vôi ở tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc, kính thiên văn có tên viết tắt là FAST, biệt danh thiên nhãn. Với đường kính lên đến 500m, tầm quan sát của FAST được cho là rộng gấp 2 lần so với kính thiên văn El Cerebro ở Puerto Rico, vốn giữ kỷ lục kính thiên văn đơn khẩu lớn nhất thế giới trong 53 năm qua. Dự án thiên nhãn được Trung Quốc đầu tư 185 triệu đô la Mỹ, khởi công từ năm 2011. Những mảnh ghép cuối cùng trong tổng số 4.450 mảnh ghép tam giác làm nên kính thiên văn này được lắp ráp trong tháng 7 năm 2018. Kính thiên văn FAST được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin chưa từng biết đến về nguồn gốc của vũ trụ thông qua việc xác định sự phân bổ nguyên tố hydro trên trái đất. Tuy nhiên, điều làm các nhà khoa học hào hứng nhất là thiên nhãn có thể giúp phát hiện sinh vật ngoài hành tinh. Kính thiên văn FAST là ví dụ mới nhất về tham vọng không gian ngoài của Trung Quốc. Trung Quốc chuẩn bị đưa người lên mặt trăng. Các cường quốc về khoa học vũ trụ luôn không ngừng nỗ lực để chinh phục không gian với những mục tiêu như đưa người lên mặt trăng, tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Vậy ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua này? Giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA Michael Griffin mới đây cảnh báo khả năng Trung Quốc sẽ đưa người lên mặt trăng trước Mỹ, giống như Liên Xô trước đây từng đi trước Mỹ trong việc đưa vệ tinh và con người vào vũ trụ. Cho tới nay, Trung Quốc đã thực hiện thành công hai chuyến bay vũ trụ có người lái sử dụng tên lửa đẩy do họ tự chế và đang háo hức muốn sớm đổ bộ lên mặt trăng. Trong khi đó, NASA đã hạn chót là năm 2020 mới đưa người trở lại mặt trăng. Cách đây 4 năm, Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới đưa người vào quỹ đạo. Giờ đây, Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng trạm vũ trụ riêng bay xung quanh quỹ đạo trái đất
và dự kiến đưa người lên mặt trăng trong 10 đến 15 năm tới. Trung Quốc, Nga thí nghiệm chỉnh sửa khí quyển. Trong nhiều thập kỷ qua, quân đội các nước luôn chạy đua phát triển công nghệ kiểm soát tầng điện ly. Chính vì lẽ đó mà Trung Quốc đã cùng với Nga tiến hành phù phép tầng khí quyển. Theo các nhà khoa học Trung Quốc tham gia dự án, tổng cộng có 5 thí nghiệm đã được thực hiện vào giữa năm 2018. Trong đó, một cuộc thí nghiệm diễn ra ở độ cao 500 km đã gây ra nhiễu loạn vật lý trên một diện tích khoảng 126.000 km2, tương đương khoảng một nửa diện tích nước Anh. Nơi diễn ra cuộc thử nghiệm là căn cứ Sura tại thị trấn nhỏ Vasilsod của Nga, nằm ở Đông Âu. Trong một thí nghiệm khác, nhiệt độ của lớp khí mỏng ion hóa đã tăng thêm 100 độ C do sự chuyển động của các hạt điện tử được phóng ra từ căn cứ Sura. Các nghiên cứu này nhằm mục đích ứng dụng vào việc phát triển công nghệ liên lạc, kể cả liên lạc tàu ngầm, và việc thay đổi tầng điện ly có thể làm gián đoạn, thậm chí cắt đứt liên lạc vệ tinh. Mặc dù khó tin, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng không gì là không thể ở quốc gia đông dân nhất thế giới các bạn nhỉ. Sau khi xem video, các bạn nghĩ sao về những nghiên cứu mà quốc gia đông dân nhất đang theo đuổi? Và nghiên cứu nào sẽ thay đổi tương lai của chúng ta? Việc chỉnh sửa gen và ghép đầu người theo bạn có nên chăng? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.